Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, phản quốc là hành động chọn quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nhóm lợi ích nhỏ mà bỏ rơi quyền lợi đất nước. Nó đơn giản là vậy. Ngược lại, những ai đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, trên quyền lợi bản thân, trên cả nhóm lợi ích của mình và thậm chí trên cả tính mạng của mình thì đó là người yêu nước chân chính. Với những người phản quốc, quyền đất nước bao giờ cũng đem ra đặt lên bàn cân với quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi lợi ích nhóm. Như vậy, từ trong lòng những kẻ phản quốc thì tổ quốc là thứ có thể đem ra làm vật trao đổi. Với tư thế là một nước nhược tiểu đứng bên cạnh một siêu cường hung hăng như Trung Cộng thì tất yếu Việt Nam sẽ bị họ tìm cách xâm chiếm bằng cách này hay cách khác. Lúc đó Đảng Cộng sản bị đặt giữa hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là vì quyền lợi quốc gia và quyết không nhân nhượng với kẻ thù. Lựa chọn thứ hai là chiều theo yêu sách của kẻ thù, hy sinh quyền lợi của đất nước. Nếu Đảng Cộng sản ngả về cách lựa chọn thứ nhất thì họ có lợi gì và bất lợi gì? Họ có một cái lợi và hai cái bất lợi. Cái lợi duy nhất đó là họ không cần phải đối phó với dân. Còn hai cái bất lợi là Đảng Cộng sản phải chống đỡ với hai mũi tấn công từ phía Trung Cộng. Mũi thứ nhất là chiến tranh tình báo, mũi thứ hai là nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Nếu đứng về quyền lợi đất nước thì chiến tranh tình báo sẽ xảy ra thường trực. Tuy không có tiếng súng nhưng nó đặt sinh mạng của các nhà lãnh đạo luôn trong tình trạng bị đe dọa. Nếu xung đột quân sự thì tất nhiên nguy cơ Đảng Cộng sản sẽ mất tất cả với bản chất hèn nhát, ăn trong máu và coi quyền lợi của Đảng trên quyền lợi quốc gia thì các lãnh đạo của Đảng Cộng sản không bao giờ chọn con đường này. Nếu Đảng Cộng sản ngả về lựa chọn thứ hai thì họ có lợi gì và bất lợi gì? Họ có hai cái lợi và một cái bất lợi, đó là Đảng Cộng sản sẽ được yên ổn sống chung với kẻ thù, đất nước và hoàn toàn không có chiến tranh tình báo nữa. Lực lượng tình báo của Trung Cộng lúc này không cần phải tìm cách tấn công lãnh đạo Việt Nam mà ngược lại, nó trở thành lực lượng bảo vệ cho những lãnh đạo thân tàu và nếu Trung Cộng đe dọa quân sự thì Đảng chỉ cần nhượng bộ là hết căng thẳng. Nếu chọn hướng này thì lãnh đạo được yên ổn, không bị Trung Cộng đe dọa tính mạng và Đảng cũng vững vàng trên ngai vàng cai trị đất nước. Cái bất lợi duy nhất là phải đối phó với nhân dân, việc này Đảng Cộng sản tự tin làm được. Chính vì tính thiệt hơn chi ly như vậy mà năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng mới sang Thành Đô cầu hòa nhằm bảo vệ Đảng. Kết quả là từ đó đến nay quyền lợi đất nước được đem ra hy sinh rất nhiều. Nói tóm lại, nếu lãnh đạo đất nước có tinh thần yêu nước, họ đã dốc toàn bộ lực lượng, trí tuệ và lòng dũng cảm để đối phó với ngoại bang rồi. Còn ngược lại, nếu lãnh đạo là kẻ phản quốc thì tất họ chỉ chăm chú nhìn xem dân nói gì về họ rồi tìm cách đối phó. Sau 3 tháng, Trung Cộng cho tàu thăm dò dầu khí lẫn tàu hộ vệ có vũ trang quần thảo nát vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng không ứ lên được một tiếng. Vậy ông ta đã làm gì? Trong 3 tháng đó, ông chả cần làm gì để đối phó với quân xâm lược cả. Trong 3 tháng đó, ông chỉ ẩn mình quan sát xem dân chửi ông những gì. Quả thật, ông đã không chịu nổi sự xỉa sói của dân đối với thái độ hèn nhược của ông trước ngoại bang và ông đã trồi mặt lên để thanh minh rằng tao cũng yêu nước. Thực ra kẻ đương thời Nguyễn Phú Trọng có phước hơn Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống, hai nhân vật lịch sử kia bán nước khi trong tay không nắm quyền lực nên không có cơ hội vỗ ngực nói rằng tao yêu nước. Nhưng ông Trọng thì khác, ông phản quốc nhưng lại nắm quyền lực trong tay nên ông có cơ hội để vỗ ngực tao đây cũng yêu nước trước toàn dân mà thôi. Ông Trọng đang dùng lý lẽ của kẻ mạnh để khẳng định lòng yêu nước của mình, nhưng lịch sử rất công bằng. Rồi đây lịch sử thời hậu Cộng sản sẽ đánh giá ông qua những gì ông đã làm, chứ không phải bằng lời nói của chính mình. Trong lịch sử chưa có người yêu nước nào là kẻ khiếp nhược và chắc chắn không có ngoại lệ đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ đáng ngạc nhiên với ông Mark Esper, người vừa trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, sẽ có chuyến công du Việt Nam nhiều khả năng diễn ra vào tháng 10 năm 2019 với mục đích danh nghĩa thảo luận việc gia tăng hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Nếu điều này đúng thì đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 chỉ trong vòng 2 năm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Tiền trạm cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper là ông Randall Schreiber, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ Dương. Randall Schreiber đã có một cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Tuy nhiên, đã không có tin tức đặc biệt nào được đưa lên mặt báo chí nhà nước Việt Nam về nội dung trao đổi giữa hai giới chức này. Thậm chí, một số dư luận còn nghi ngờ không biết cuộc gặp của Randall với Nguyễn Chí Vịnh có gì được xem là thực chất hay không. Mối ngờ vực trên là có cơ sở bởi vào năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là James Mattis đã có đến 2 lần công du Việt Nam vào tháng 3 và tháng 10. Một mật độ đáng ngạc nhiên cho thấy Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên chiến lược xoay trục về châu Á, Thái Bình Dương và mối quan tâm về vấn đề Biển Đông và Việt Nam. Trước hai chuyến thăm Việt Nam của James Mattis, đã có những phụ tá quốc phòng Mỹ làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thế nhưng kết quả được xem là thành công nhất của James Mattis với Việt Nam chỉ là một hàng không mẫu hạm của Mỹ là USS Covington cập cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Sự kiện lịch sử từ năm 1975 và từ sau năm 1995 khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ gần giống như một vành đai tạm thời bảo vệ cho tập đoàn dầu khí ExxonMobil khai thác mỏ cá voi xanh. Ngoài ra, người ta đã không nhận ra bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào trong khái niệm được gọi là làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc phòng Việt Nam và Mỹ. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở trạng thái giao lưu. Từ đó đến nay, những đề nghị của Hoa Kỳ được cho là muốn tiếp cận sâu hơn nữa hệ thống cảng biển Việt Nam, đặc biệt là quân cảng Cam Ranh hoặc một vị trí cảng biển là nơi có thể dùng làm căn cứ hậu cần kỹ thuật cho Hải quân Mỹ đã bị phía Việt Nam lặng lẽ khước từ. Nguyễn Phú Trọng ngoài việc ngồi cả hai ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước còn là Bí thư Quân ủy Trung ương và nắm giữ cả vận mệnh quốc phòng quốc gia, đã cùng với Bộ Ngoại giao của ông ta cố thủ nguyên tắc 3-0, nhất là không liên minh quân sự với nước này để chống lại nước khác và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Ngay cả khi đã bị Trung Quốc gây hấn và đe dọa sát sườn ở khu vực bãi Tư Chính trong 2 năm liên tiếp 2017 và 2018, Trọng cũng chỉ muốn dựa hơi hàng không mẫu hạm của các tàu chiến Mỹ để hù Trung Cộng. Tức là chỉ mở rộng khái niệm Việt Nam luôn tôn trọng tự do hàng hải và cả tự do hàng không để tàu chiến và máy bay Mỹ có thể áp sát các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng vẫn không chịu nhả bất kỳ vị trí quân sự nào trên đất liền của Việt Nam để việc hợp tác quốc phòng thủ và phòng thủ quân sự Mỹ có được một chút gì đó thực chất ở trên khu vực Biển Đông. Nói cách nào đó, hai chuyến công du Việt Nam vào năm 2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và đã gần như công cốc, nhưng trong thực tế chính sách 3-0 của Việt Nam đã thẳng thừng gậy ông đập lưng ông. Bởi cuộc chiến giàn khoan của Trung Cộng còn lâu mới chịu kết thúc, đến năm 2019 vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và sau đó là hàng lô hàng lốc phương tiện khai thác dầu như tàu cẩu Lam Kinh, giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 kéo vào Biển Đông, diễu qua ngay trước mũi của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và có trời mới biết còn bao nhiêu hình ảnh ngáo ộp nữa sẽ được Bắc Kinh cho trình diễn trong tương lai gần, đã và sẽ làm tê tái những kẻ vẫn cắm mặt dương cao lá cờ mang tên 16 chữ vàng của Cộng sản Hà Nội. Liệu đến lúc này Việt Nam có chịu xem xét lại chính sách 3-0 và nín lặng từ bỏ một phần của chính sách này hay vẫn cố giữ nguyên chính sách đó và tìm lại cách đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ cho tới lúc té lộn cổ mới chịu thôi? Tương lai té lộn cổ của người chóp bu chuyên thói bắt cá nhiều tay của Nguyễn Phú Trọng và Cộng sản Việt Nam là hầu như không cần phải bàn cãi thêm. Cho tới nay, khi đã phải chịu sức ép nặng nề và liên tiếp của Trung Cộng ở bãi Tư Chính và một số vùng biển Phan Rang, Phan Thiết, Phú Yên, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã trở thành một kẻ cô độc theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen khi không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào, thậm chí còn không có nổi sự chia sẻ nào,
không chỉ từ các nước trong khối ASEAN mà còn từ 12 quốc gia đối tác chiến lược với Việt Nam, kể cả Nga là nước có lợi ích trong dự án khai thác mỏ Lan Đỏ. Nhưng đau đớn nhất lại chính là đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc, theo cái cách cắm đầu ca tụng không còn biết liêm sỉ là gì của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam dành cho kẻ cướp, lại là kẻ đang dồn đảng em vào phía chân tường. Chỉ còn lại Mỹ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng chưa bao giờ là đối tác chiến lược của Việt Nam. Nhưng người Mỹ sẽ làm gì cho Việt Nam? Mỹ sẽ chỉ bảo vệ cho ExxonMobil và mỏ dầu cá Voi Xanh, hay còn muốn đứng bên Việt Nam ở bãi Thứ Chính. Song đến lúc này, rất có thể người Mỹ đã rút ra một bài học xương máu trong quan hệ với các nước Cộng sản. Mỹ càng tỏ ra vồ vập và vội vã bao nhiêu trong quan hệ đối tác thì chính thể độc đảng Cộng sản Việt Nam càng kiêu ngạo Cộng sản và càng nêu cao tinh thần ỷ lại bấy nhiêu. Trong khi vẫn không thể muốn uốn thẳng lưng trước kẻ thù chung ý thức hệ Cộng sản Trung Quốc. Sau 3 lần ra tuyên bố ủng hộ Việt Nam ở cấp Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc im bặt. Tương tự, sau khi tiến vào Biển Đông, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Mỹ đã chỉ làm nhiệm vụ tuần tiễu mà chẳng thèm bén mảng đến gần bãi Thứ Chính, nơi mà giới chính phủ Cộng sản Việt Nam đang lo sốt vó. Cách nào đó, người Mỹ đang cố tình để mặc cho các tàu Trung Quốc tung hoành ở đó. Tin tức chính thức về chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper lại xảy ra đồng thời với một thông tin không chính thức về chuyến đi Mỹ của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng bị hoãn lại. Hoặc Trọng không thể đi Mỹ vì gánh nặng sức khỏe đang trở nên quá nan giải đối với ông ta, đặc biệt là những di chứng không thể xem thường sau cú ba bệnh ở xứ Kiên Giang nhà bà Dũng vào tháng 4, 2019. Hoặc ngay cả nhân vật nào đó được thay ông Trọng để đi Washington gặp Trump cũng không thể chắc chắn là có được sự tiếp đón của Tổng thống Mỹ hay là không. Cách chơi và đàm phán của Mỹ đã thay đổi nhiều so với thời của Tổng thống Barack Obama, dễ đoán, dễ chơi và cũng dễ ăn hiếp bởi giới quan chức Cộng sản Việt Nam trói sáng tính khôn lỏi và thủ đoạn tiểu xảo. Đến lúc này, tại sao không nghĩ rằng chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper là một phép thử của Tổng thống Trump với tính cách thật thực dụng của ông ta đặt ra đối với Hà Nội? Rằng trước khi có một cuộc gặp chính thức ở cấp nguyên thủ quốc gia ở Washington và đề cập đến điều gì đó na ná như quan hệ đối tác chiến lược, Hà Nội cần phải chứng tỏ dứt khoát quan điểm về từ bỏ 3-0 và thói đu dây về tính thực chất phải có, chứ không thể mãi mãi chỉ là phép tô hồng nếu quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ được chính thức hình thành và cách quan hệ cùng cách chơi với Mỹ đó có thể là những điều kiện cứng rắn của Donald Trump. Có lẽ đã có những hứa hẹn ngon ngọt với Mark Esper, nhưng thường thấy trước đây của Bộ Quốc phòng Việt Nam để Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chấp nhận đến Hà Nội để rồi chẳng nhận được cái gì thực chất ngoài những lời hứa ngon ngọt vẫn tuôn ra trên vành môi thơn thớt của bộ mặt thẫn thệt nùng núc mỡ màng của giới chính phủ Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trời chưa thể sáng nếu chưa có nắng, tất cả vẫn còn ở phía trước. Rồi đây người ta sẽ biết rõ về Nguyễn Phú Trọng và thể chế chính trị uốn éo của ông ta có còn ôm giữ thói đầu môi chót lưỡi hay không. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.